Quý vị khán giả thân mến, phần chơi này dành cho chính quý vị khán giả có tên gọi là thổi bóng cho khéo. Và ở đây chúng tôi có 4 chiếc găng tay y tế. Chúng tôi có 2 phút để dành cho 4 người cùng thổi. Găng tay nào mà thổi to nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Bắt đầu, đặt găng tay lên miệng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta đã tìm thấy 2 người thắng cuộc đúng không ạ? Và cảm ơn 2 bạn. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành và nhãn hàng Chulo Make Food sẽ trao quà cho 2 vị khán giả. Tặng em. Tặng em. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ bước vào game 3 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.